Rồi, chào các bạn đến với xưởng lo Thanh Cao. Hôm nay mình đi giao cái lo kéo khủng cho ông anh ở Hậu Giang. Mình đang ở đây là thành phố Ngã Bảy. Đó, cổng vào thành phố Ngã Bảy. Đây, thành phố Ngã Bảy Hậu Giang. Đó, thì lo kéo mình bán toàn quốc nha các bạn. Mình giao đủ nơi hết. Đây là trung tâm của thành phố Ngã Bảy nha các bạn. Chợ Ngã Bảy. Đây là chuẩn bị tới nhà của khách hàng nha các bạn. Đường Hậu Giang này nó đường đa nhiều, thì đường nông thôn đó, nó hơi nhỏ. Tây mình thì đường xá nó hơi nhỏ hơn cái tỉnh thành khác. Rồi, mình cũng đã được tới nhà khách hàng để mình ráp cái lo kéo cao cấp 5 tấc đôi khủng. Đang ở Hậu Giang nha các bạn, thành phố Ngã Bảy, Hậu Giang. Đó, thì mình đang ráp bánh xe vô. Thì sản phẩm mình bán cho các bạn là mình giao tặng nơi lắp đặt hoàn chỉnh. Sản phẩm được bảo hành 12 tháng nha các bạn. Bạn mua các bạn xài các bạn cứ an tâm. Do mình công ty nhà mình sản xuất thì hàng này nó chất lượng hơn và được bảo hành chu đáo ngon lành hơn. Dạ, dạ được đó. Nhà mình ba cái này là liền trong nhà hết luôn hả chú? Bên này là tôi là con, bên đó nhà của bà già. Dạ. Bên mấy đứa em. Dạ. Thấy liền nhau hết luôn. Kia cậu. Dạ. Hồi nãy anh chạy cái tới mé bển. Mấy anh xong rồi đó. Chạy quay vòng qua đây. Tại gửi định vị cái mình chạy theo định vị. Cái lo này ở ngoài thị trường ngoài chưa có. Tại vì em sản xuất ra mà em chưa bỏ cho nó mà. Cái tivi Samsung trong nhà đó có Bluetooth không? Không có Bluetooth, Bluetooth đặng nó kết nối không dây á. Như anh xài cái hộp FPT riêng phải không? Cái hộp đó chắc có khả năng có Bluetooth. Bạn mình nhìn tới chữ tivi mình hát mà mình khỏi nhìn điện thoại chữ cho nó bự. Rồi ráp chân xong rồi. Rồi anh phụ nó lật qua cái. Đó, đây là cái lo kéo mình bán chạy nhất các bạn, cái dòng này, sản phẩm này dòng cao cấp. Thì hai cái đó đang quay đó là cái súp 5 tấc á, hai cái súp 5 tấc. Hai cái súp 5 tấc. Đó là hai cái phun nén nha các bạn. Phun nén. Con này công suất nó lớn lắm. Đánh là thiết này nó rung tè tè luôn á. Con này nó rung đi thiết luôn á. Cái dầu tiếng bao mà hai anh nhiêu vậy? 5,5 triệu à. 5,5 triệu là giọng nói luôn á.
giọng nói Bluetooth luôn. Dạ. Có bữa nào đi ngang? Dạ, con đi ngang đây thường á. Bữa nào đi có ngang đi điểm đấy. Dạ dạ. Đó, đã cái đò xong rồi, qua đặt hôn các bạn. Thì các bạn có nhu cầu mà mua lo kéo khủng này thì gọi cho mình tư vấn cho nha. Qua số điện thoại 0948 85 8685. Nhà đi ngay chốt cầu TV 32 để lên đây hát. Để lên đây hát được luôn. Pin nè.
Why?